con ăn đi con. Hay thức ăn mẹ nấu không ngon hay là không vừa miệng con? Ăn đi, bà nói nhiều thế nhở? Không có con bà ở đây đâu, bà phải làm trò. Bà làm gì đấy? Ăn với chả uống, bảo sao không nuốt nổi. Mẹ không cố ý, tay mẹ run nên là không làm chủ được. Lúc nào bà cũng tỏ ra cái vẻ đáng thương. Bà lừa được con bà chứ không lừa con này đâu. Bà làm gì đấy? Tôi mới nói có mấy câu mà bà đã trả thù thế à? Đập bát đập đũa. Này, cố ý. Ăn, đứng lên. Đứng cái tay rồi. Không cần quan tâm bà già lẩm cẩm thế kia đâu. Mẹ có mắng bà đâu. Bà điếc, mẹ phải nói to thì bà mới nghe thấy. Bà dọn đi nhá, rồi đi rửa bát đi. Khiếp, có nhà có cửa, quê thì không ở. Tự ưu dưng vác sắc lên đây làm phiền con cháu. Được. Mà tôi đi shopping về, bà chưa dọn xong thì đừng có trách đấy. Cảm ơn con. Ôi, làm cái gì mà vác cả cái siêu thị về nhà thế này? Có gì đâu, có mấy đồ bọ thôi mà. Chồng chuyển khoản cho em nhá. Thế nào? 6 triệu á? Em có trốn tránh bão lũ gì đâu mà tích trữ lương thực ghê thế. Thì cuối tuần này em rủ bạn sang mở party có gì nữa. Chồng quên à? Vui nhỉ? Anh có được tham gia không? Anh đi công tác rồi gì? Quên, phí nhỉ. Alo, tôi đây. À ừ, được, ok, tôi gửi luôn cho. Alo, ừ, tao vừa đi siêu thị mua một đống đồ ở đây rồi. Mà người nhà quê ăn bẩn lắm, nên tao mua một đống đồ hộp đây. Chả sao cả, thà mất lòng hơn ăn bẩn, tao chịu được. Ừ, thế nhá, cuối tuần sang nhá. Ok. Ăn cơm đi con. Cơm nước cái gì? Giờ này mà bà còn ăn được à? Bà cái năm ấy, bà có kia mà ngồi ăn. Lẻm bẻm đến tai. Nhìn cái gì? Bà vào kia đi. Con đừng có làm như thế. Công ty chồng tôi sắp phá sản rồi đấy. Mà tại bà hết. Đúng là đổ sao trổi, đi tới đâu là đen tới đấy. Mà bà có tiền giúp con bà không? Thì con cứ bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Bình tĩnh thì chờ chết à? Con này đâu ngu. Bà lên đằng trước. Con bà mà phá sản ấy, tôi bỏ đi lấy người khác đấy. Người như tôi ấy, chỉ ở với đại gia thôi. Mà thôi, bà vào đằng kia đi. Bực hết cả mình. Sao mẹ lại nói bà như thế? Mày ăn nói như thế đấy. Bà già kia đúng không? Tao phải cách ly mày ra, không toàn học không?
Anh về rồi đây. Sao thế? Thế anh đi làm về mà mặt cứ bí xị ra thế. Qua đây, qua đây. Em làm sao thế? Tin ở công ty của anh sắp phá sản là thật à? Sao em biết? Hóa ra là thật. Anh định giấu tôi khi nào? Anh không định giấu em. Chỉ là khi nào anh khắc phục được khó khăn thì anh sẽ nói với em. Khắc phục được khó khăn? Anh định để mẹ con tôi ra ngoài đường rồi anh mới nói à? Em nói gì lạ vậy? Tuy công ty gặp khó khăn nhưng anh có để mẹ con em thiếu cái gì không? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm là anh có tiền hay không thôi. Mà ấy không lo được thì bảo con này một câu, còn đi kiếm chồng khác. Cô, mới đi lâu về thế? Anh nhờ bố. Bố cũng nhớ con gái. Mà bà nội đâu con? Bà không biết. Mẹ đâu? Tôi hỏi cô, mẹ đâu? Tôi hỏi cô, mẹ tôi đâu? Anh làm cái gì đấy? Bà ta bẩn thỉu, lầm rầm, chẳng làm việc, cứ đuổi đi rồi. Sao? Mẹ tôi có tuổi rồi. Cô có đuổi mẹ tôi đi đâu? Anh dám đánh tôi à? Tôi đuổi bà về quê, gì mà căng? Về quê? Mẹ tôi đã bán hết đất ở quê đi rồi. Bây giờ, mẹ tôi biết đi đâu? Mẹ con anh chẳng còn cái gì để mà tôi nuối tiếc cả. Đúng là cái đồ cố rách áo ôm. Đừng mong con này hầu hạ nữa nhá. Đồ mất dạy. Tôi đi tìm mẹ tôi. Anh là con trai của cô đây à? Dạ, cô đây ạ.
là con mà anh để mẹ già đi đêm hôm lang thang ngoài đường, bị bọn cướp nó giật túi này, nó còn xô cô ngã ra đường, chứ nó bị ô tô đâm đấy. Ui, cảm ơn anh. Tôi có chút tiền, vậy là cảm ơn anh. Tôi không nhận đâu. Tôi gặp người nạn thì tôi giúp người ta, thì bây giờ là tôi cũng không nhận tiền đâu. Cảm ơn anh, may quá gặp được người tốt. Nhưng mà nhớ lần sau đừng để mẹ già đi ngoài đường như đêm hôm như này nữa nhá. Dạ dạ. Cảm ơn anh nhiều ạ. Mẹ đi cẩn thận. Mẹ đi cẩn thận ạ. Cô nhìn mẹ như thế, cô đã vừa lòng chưa? Ngu thì chết, chứ tội tình gì đâu. Rước cái bà già ấy, chả được tích sự gì. Công ty của anh vẫn nát thôi. Cô! Công ty của con thế nào rồi? Mẹ không phải lo, con đang cố gắng ạ. Con vào phòng mẹ, trên bàn ấy, con lấy cho mẹ một cái phong bì, một cái lá thư rất đen. Cái này hả mẹ? Ừ. Mày mà lúc đi, mẹ để lại, chứ mang đi chúng nó cướp mất thì chết. Đây là cái gì ạ? Đây là tiền mẹ bán đất ở quê và tư trang của mẹ. Còn đây là lá thư. Mẹ biết con khó khăn nên khi đi mẹ để lại cho con. Không được đâu mẹ. Đây là tiền phụng dưỡng tuổi già của mẹ. Tiền của mẹ cũng là để lại cho con mà. Vậy công ty con được cứu rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, lúc cho con hồ đồ quá ạ. Con xin lỗi mẹ. Anh cho em cơ hội được sửa sai được không? Cô im đi. Cô nhìn mẹ ra nông nỗi này, cô còn mặt dày xin lỗi được à? Em xin lỗi. Tôi không có cái loại vợ ác độc như cô. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Anh tha thứ cho em được không? Mẹ, mẹ nói gì đi ạ? Cút ra khỏi nhà tôi!